Rồi mình giới thiệu tới quý anh chị một cây mai, phôi gì, mai phôi này cắt tàn cho nó phúng tường này. Cây này giờ đi trồng là mạnh luôn á, phúng được non quá chừng luôn. Cây này hoành 30 nha quý anh chị. Cho nó cao như đây. 118 á quý anh chị. Là gần 1m2 á. Cây này vũ đế cũng đẹp, nó hơi siêu siêu, cái dáng siêu quá vậy. Đế này đế cũng hình thú nên nó có hai chân nữa nè. Cây này giờ để như chơi tàn luôn. Gửi quý anh chị nào xem được cái clip này muốn giao lưu cái phôi này thì liên hệ với chỗ Hoa Kiển Phước Vinh đó quý anh chị. Cây này có giá là 1,5 triệu. Số điện thoại là 0939 505 472.